Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh của em Hương Ú. Và hôm nay em Hương sẽ gửi đến cho quý anh chị mình một ngôi nhà nằm trên mặt tiền đường đá xanh rộng tầm khoảng là 5 đến 6 mét anh chị ha. Đường xá thì đường thông tứ tung. Cái hướng này thì quý anh chị mình rẽ ra là đụng ngay chỗ ngã ba Tân Kim anh chị ha, quốc lộ 50. Cái đường tên đường của mình là đường tập đoàn 4 anh chị ha. Cái hướng này thì quý anh chị mình chạy ra đó là ra ngay trung tâm thị trấn của huyện Cần Ruột luôn. Nhà mình thì nằm trong một cái khu dân cư thì ở cũng rất là đông rồi. Ở đây người ta xây nhà cũng rất là nhiều anh chị ha. Về đây sinh sống thì quý anh chị mình chắc hẳn là sẽ không có bị buồn đâu ạ. Và sân của mình thì cho mình đậu xe hơi thoải mái. Với một cái diện tích của nó là ngang 4 m, dày vào thì tới tận là 17 m, một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh anh chị nhé. Hướng nhà của mình là hướng Tây Bắc, giá tổng đúng 2,5 tỷ, còn được thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ. Mẫu nhà của mình là mẫu hoàng cung anh chị ha, nhìn rất là đẹp luôn. Cái màu này về mình thích thì mình có thể để như vậy, không thích thì mình có thể sơn lại theo cái màu ý của mình anh chị ha. Mỗi người sẽ có một cái vẻ đẹp riêng của mình cả anh chị. Và trước tiên bước vào bên trong thì bên đơn vị Hương sẽ làm cho mình là một cái lớp cửa đầu tiên. Sẽ là một cái lớp cửa bằng sắt, sơn tĩnh điện, hai cánh vô cùng là dày dặn và chắc chắn luôn anh chị. Quý anh chị có đi xem cái mẫu nhà ngày hôm nay thì em Hương uống hẹn quý anh chị mình là ngay chỗ ngã ba Tân Kim ha. Đường xá thì xe hơi xe tải di chuyển đến nơi rồi, quý anh chị mình cứ yên tâm. Và pháp lý của mình là nhà của mình là sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Và ở đây là khu vực không gian sân, tường gạch thì ốp lát sạch sẽ hết cho quý anh chị. Khu gian tường hai bên vách thì vẫn nhấn nhá khung vực hợp cho quý anh chị mình luôn nè. Nhìn cũng rất là xinh xinh anh chị ha. Và tiến vào trong thì sẽ cho mình là một cái khu vực không gian phòng khách đây anh chị. Phòng khách thì rộng rãi thoáng mát nè. Cửa bảo vệ thứ hai của mình sẽ là lớp cửa nhôm sinh pha và kính cường lực anh chị nhé. Tường gạch khu vực không gian phòng khách thì bên đơn vị Hương cũng ướp lát tầm khoảng 1m2 cho quý anh chị rồi. Gạch nền của mình sẽ là gạch bóng kính ha, 60 x 60, và trần trên sẽ là trần thạch cao nguyên khối dược hợp anh chị nhé. Rồi mình tiến cùng Hương về khu vực phía sau. Phía sau thì sẽ là một cái khu vực không gian bếp và khu vực không gian nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì bên đơn vị Hương sẽ tận dụng để ở dưới chân cầu thang cho mình tiện và dễ sinh hoạt hơn. Nhà này là nhà mới hoàn toàn 100%, vừa mới hoàn thiện xong là Hương đã đến cập nhật thông tin để gửi đến cho quý anh chị rồi. Hữu duyên quý anh chị xem được cái mẫu nhà ngày hôm nay và có cần thêm thông tin thắc mắc hay là cần đi xem thì cứ liên hệ với Hương với số điện thoại bên góc phải màn hình nhé. Đây là khu vực không gian bếp, lắp cho mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương dày dặn, bồn inox 304, không gian nấu nướng thì cũng ốp lát sạch sẽ rồi anh chị ha. Nhà thì rất là thích luôn, rất thích hợp gia đình mình có thành viên là tầm 2 đến 4 người về sinh sống ha, đang cần tìm đường ô tô và cái vị trí thuận tiện cho mình về các trung tâm quận huyện gần, thì gần nhất đó là bến xe quận 8 và quận 7 Nhà Bè, thì mình có thể chọn cái mẫu nhà này ha. Từ đây mình lên đó thì chắc nó tầm khoảng là từ 20 đến 25 phút. Và mà đi các quận huyện lân cận xa thêm một xíu thì tầm khoảng là từ 30 đến 35 phút anh chị nhé. Và cái hướng này sẽ cho quý anh chị mình bước lên là khu vực không gian tầng 1. Tay cầm của mình thì sẽ là tay cầm bằng gỗ ha. Và bên đây thì mình sẽ không lót kính cường lực mà mình làm cho mình một cái thun sắt, nhìn cũng rất là xinh xinh nè anh chị. Giờ thì mình di chuyển cục uống tiến lên khu vực không gian tầng 1 ạ. Quý anh chị thân mến, Hương đã có mặt trên khu vực không gian tầng 1. Trên đây sẽ cho quý anh chị mình là hai phòng ngủ và một khu vực không gian nhà vệ sinh. Thì đây là cái phòng đầu tiên ở cuối dãy nhà của mình đây. Trần thì cũng rất là cao và thoáng anh chị ha. Cửa phòng của mình thì sẽ là cửa nhôm sinh pha và khu vực không gian nhà vệ sinh thì nằm ở đây. Nhà vệ sinh tầng 1 và tầng trệt thì nó cũng sẽ đều y chang thôi. Rồi, mình tiến kế tiếp thì sẽ là cái phòng cuối cùng. Phòng này quý anh chị có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ tùy theo nhu cầu của quý anh chị mình sắp xếp ha. Phòng thì cũng rộng nè. Và mình tiến ở đây thì sẽ có một cái lan công, lan can rộng cao ráo ở đây. Ở đây thì mình có thể quan sát được hết mọi vật cảnh xung quanh. Nhà cửa thì ở cũng đông rồi anh chị. Ở bên đây thì người ta cũng đang xây nhà lên rất là nhiều luôn. Về đây thì chừng vài tháng thì nó cũng vui. Quý anh chị mình đang tìm một con đường rộng rãi thông thoáng thì có thể xem cái mẫu nhà này. Ở đây thì cũng chuẩn bị là đổ nhựa thôi. Giờ thì mình di chuyển cùng Ú tiến về khu vực không gian nhà dưới. Hương sẽ một lần trao đổi về thông tin ạ. Và nãy giờ thì em Hương Ú cũng đã quay sơ ngôi nhà cho quý anh chị mình tham khảo rồi. Cần thêm thông tin thì quý anh chị mình cứ liên hệ cho Hương nha. Hương xin một lần trao đổi lại. Nhà mình thì với một cái diện tích ngang 4 m dày vào thì tới tận là
17 mét, một trệt một lầu cho quý anh chị, tới tận 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Có sân trước cho mình đậu xe hơi thoải mái. Nhà mình là nhà sổ hồng riêng. Giá tổng của nó là 2,5 tỷ, còn thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ, nằm trên mặt tiền đường rộng tầm khoảng là 5 mét, đường thông hai hướng anh chị ha. Hướng bên đây thì quý anh chị mình chạy thẳng ra, đó là ra con đường tập đoàn 4 thì ra ngay chỗ ngã ba Tân Kim luôn, và hướng bên đây thì quý anh chị mình về ngay trung tâm thị trấn huyện Cần Ruột anh chị. Cần thêm thông tin thì quý anh chị cứ liên hệ cho Hương, vì thời gian cũng rất là có hạn nên Hương Ú xin được phép kết thúc video tại đây. Cũng chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ở nghỉ.